mơ công việc nên thơ, cuộc đời thì như nhạc, làm ăn thì phát đạt, sức khỏe dồi dào và gia đình luôn luôn hạnh phúc. Quý vị có thể đồng ý cho Bạch Lâm một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Xin cảm ơn rất là nhiều. Và để thay lời chúc mừng, xin mời tất cả các anh chị em, cô chú, bác, chúng ta cùng nâng ly lên ạ. Quý vị nào uống nước ngọt thì 50%, quý vị nào uống bia thì 100% nha quý vị. Nào quý vị, cho phép Bạch Lâm được thấy ly của quý vị được không quý vị? Nào quý vị, 1, 2, 3. Xin cảm ơn rất là nhiều. Và tiếp nối chương trình, MC cũng gửi hai bài hát cũng rất là sôi động rồi. Để thay đổi không khí, Bạch Lâm sẽ hát một bài nhạc và một bài cổ. Và một bài nhạc đầu tiên, Bạch Lâm xin gửi tới quý vị một sáng tác cũng rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Giao Tiên. Bài hát được mang tên là Nhớ Người Yêu. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mắt. Buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em ơi em có hiểu có hay, tình anh như núi cao biển rộng, gồm bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh, thì xin em nhớ cho rằng tim vàng em sáng cả đời anh. Em ơi ngồi đây thương bóng thương hình, ngồi đây tơ tưởng riêng mình với niềm mơ ước vây quanh. Em ơi ước gì mình là đôi chi, ước gì mình là sao đêm hay là trăng sáng rồi đường hoa, để anh đưa đón em sớm chiều trên lối đi về không còn. Trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người. Quý vị đang thưởng thức một sáng tác nhạc sĩ Giao Tiên, bài hát mang tên là Nhớ Người Yêu. Và kính chúc tất cả quý vị một buổi tiệc thật là nhiều niềm vui và nhiều tiếng cười ạ. Tình anh như núi cao biển rộng, gồm bốn phương trời xây thành lũy. Biển trời nào mà không xanh, thì xin em nhớ cho rằng tim vàng em sáng cả đời anh. Em ngồi đây tơ tưởng riêng mình với niềm mơ ước vây quanh. Em ơi ước gì mình là đôi chim, ước gì mình là sao đêm hay là trăng sáng rồi đường hoa, để anh đưa đón em sớm chiều trên lối đi về không còn. Trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Trọn
đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người yêu. Hết rồi quý vị ơi, có thể cho bà Lâm một tràng pháo tay thật lớn được không quý vị? Cảm ơn rất là nhiều và liên tục.